Hello, chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho phiên bản Delta VNG, phiên bản chính thức ở trên iOS nhé. Cái phiên bản này thì các bạn chỉ cần tải về là các bạn sẽ chơi được luôn, không cần phải phiên bản login và cũng không có thông báo của update rồi lắm nữa. Các bạn vào cái là nó sẽ vào luôn. Và bây giờ thì mình sẽ vào và mình sẽ đăng nhập cho anh xem. Ở cái phiên bản này thì các bạn có thể thấy nhá, đây là phiên bản chính thức nên là nó sẽ có cái giao diện của VNG. Bây giờ thì mình sẽ đăng nhập, sau đó thì mình sẽ cho các bạn xem nhé. Mình sẽ che đi cái tài khoản mật khẩu của mình, các bạn đợi một chút nhé. Bước đăng nhập này thì nhanh thôi, cách cài đặt thì nó rất là đơn giản, các bạn chỉ cần tải về là các bạn sẽ đăng nhập luôn. Đó, các bạn nhìn không, khi mà các bạn đăng nhập thành công thì nó sẽ chơi được luôn, đó, nó sẽ chơi được luôn như này và nó sẽ không có thông báo nữa. Bây giờ mình sẽ vào đi, mình tắt đi và mình sẽ vào lại cho anh em xem. Đó, mình sẽ vào lại cho anh em xem nhé. Chắc chắn với các bạn là sẽ không có thông báo nữa, sẽ không còn thông báo nữa. Và phiên bản này là phiên bản mới nhất, nó chỉ có một link duy nhất thôi, các bạn tải về các bạn cài vào máy là sẽ chơi được luôn. Đó, rất là ok như vậy. Và bây giờ thì mình sẽ vào cái Blackfoot và mình sẽ cho anh em xem cái menu của nó, menu hack của nó. Menu hack nó sẽ full tiếng Việt. Đó, đây là cái phiên bản chính thức cho nên nó sẽ có full tiếng Việt. Mình sẽ vào cho anh em xem nhá. Cái phiên bản này thì nó giống hệt cái phiên bản ở trên Android. Nhưng bạn nào đã chơi phiên bản Android rồi thì các bạn sẽ biết là nó ngon, nó VIP như thế nào. Đó, bây giờ thì mình sẽ vào lại nhé, vì cái máy này mình vẫn để âm. Hiện tại thì cái phiên bản này mình đã get key rồi, cho nên là nó không hiển thị lại get key, cho nên là mình cũng không biết được là get key nó như thế nào, nó có thay đổi hay không. Nhưng mà mình nghĩ là get key thì nó sẽ không thay đổi đâu. Đó, các bạn nhìn không, đây là cái menu của nó nhá, rất là ngon, rất là VIP như vậy. Cách sử dụng cái Delta này thì nó cũng tương tự như cái phiên bản quốc tế thôi. Vào cái chỗ này, sau đó bấm Ecute thì nó sẽ mở menu lên. Còn nếu như không muốn dán script thì vào dấu cộng này, nó sau đó bấm upload và áp cái script mà các bạn muốn chơi vào đây để nó lưu ở đây. Đó, ví dụ như trong này nó đã lưu sẵn hô hút này thì các bạn sẽ bấm Ecute thì nó sẽ mở lên, nó sẽ chạy script lên. Đó, rất là uy tín như vậy. Và mình biết là tất cả các bạn xem cái video của mình chủ yếu là các bạn sẽ vào cái link này, vào cái video này các bạn lấy link tải. Cho nên là cái video này thì mình sẽ làm một cái video ngắn thôi, mình sẽ làm video ngắn và mình sẽ không là lan man, không dài dòng nữa. Vì cái phiên bản này thật sự là cũng không có gì để nói cả. Các bạn tải về, các bạn cài vào máy là các bạn sẽ chơi được luôn. Nó sẽ không cần phải cài đè, nó không có phiên bản login nên là nó sẽ không bị lỗi. Cái phiên bản này nó rất là VIP như vậy. Nếu bạn nào muốn sử dụng phiên bản này thì chịu khó vượt link giúp mình nhé. Hôm nay thì mình sẽ để hai link thì bạn chịu khó vượt link giúp mình. Ok, đến mức này thì tất cả bạn đều biết cái phiên bản này là ngon, nó biết như nào đúng không? Thì mình xin dừng ở đây. Còn cái video hay thì nhớ like, subscribe, chia sẻ cho giúp mình để có động lực mình làm những video hay và giúp cho anh em xem. Một cái yêu cầu nhỏ nhoi nhỏ thôi. Còn bây giờ thì ok, bye, chào mọi người.